Thế nên là rất nhiều bố mẹ rồi nhất là các bà hay ép trẻ ăn hết cái bát cháo này đi, ăn nốt miếng này đi, ăn nốt cái thiền này đi. Bát trẻ ăn vào xong trẻ nôn lại ra. Thế bạn để ý là có cái bữa nôn nào nó ngon lành không? Nôn ra là thấy khó chịu rồi đúng không? Ăn dặm là một cái thời điểm mà làm cho rất nhiều bố mẹ đau đầu. Nên cho con ăn gì, cho con ăn bao nhiêu, chế biến ra sao, như thế nào đó. Có rất là nhiều câu hỏi đúng không nào? Và một trong những cái câu hỏi mà bác sĩ Thắng gặp rất nhiều đó là: anh ơi, con em ăn dặm mà cháu chả chịu ăn, cho cháu ăn gì cháu cũng không chịu ăn, thế thì phải làm thế nào? Làm thế nào cho con ăn dặm tốt hơn? Cùng tìm hiểu bác sĩ Thắng trong video này thôi. Việc đầu tiên thì chúng ta phải nên nhớ rằng là giai đoạn ăn dặm thường chúng ta tính là từ khoảng 6 tháng cho đến khoảng 12 tháng. Thì ở giai đoạn này nên nhớ nhé, phải luôn luôn nhớ cái này này. Đó là ăn dặm chỉ là phụ, nhớ nhé, ăn dặm chỉ là phụ. Và sữa mẹ hoặc sữa công thức vẫn là nguồn dinh dưỡng và năng lượng chính cho bé nhá. Thế nên là chúng ta không cần quá quan trọng hóa cái việc là ăn dặm là con phải ăn được nhiều, con phải ăn được một bát hai bát này bát kia. Không, ở giai đoạn này các bạn đấy ăn dặm mục đích là gì? Mục đích là làm quen dần với thức ăn và chuẩn bị cho cái giai đoạn sau khi trẻ lớn hơn một tuổi, trẻ bắt đầu giảm cái thành phần sữa trong khẩu phần ăn và bắt đầu tăng cái thức ăn lên đó. Thế còn giai đoạn này chỉ là thử đấy nhá, chỉ là giai đoạn trẻ thử và làm quen với thức ăn thôi. Thế nên là việc đầu tiên phải luôn luôn nhớ đó, dù bạn có nấu ăn dặm ngon đến mấy, con có thích ăn dặm đến mấy đi chăng nữa, thì dinh dưỡng ở trong giai đoạn này vẫn là sữa, không được quên các bạn nhé. Vì sao? Vì rất nhiều bố mẹ là quan tâm giúp ăn dặm này lắm, mua đủ các loại thế này kia về hoặc thấy con ăn thích quá và cho cháu ăn nhiều đến mức là cháu no quá chả uống được sữa. Và các bạn biết là đồ ăn dặm thì khó tiêu hơn sữa, thế nên nó sẽ tồn tại lâu ở trong dạ dày cũng như ruột hơn, làm ngăn cản cái việc trẻ hấp thu cũng như là dung nạp cái dinh dưỡng chính trong giai đoạn này, đó là sữa nhá. Đó, thế việc đầu tiên này là nên nhớ rằng đứa trẻ sinh ra có đúng một cái phản ứng, một phản ứng tự nhiên duy nhất, đó là trẻ đi tìm cái vú của mẹ và bú thôi. Thế còn tất cả những cái vận động khác, hoạt động khác đều phải học tập, và ăn là một trong những cái mà trẻ phải học tập. Thế nên là đừng có mong là con là bạn ngay lập tức bạn cho con ăn dặm là xúc cho bé bé ăn ngay, rồi cho bạn ấy cầm quả này cầm quả kia, cầm miếng thịt, cầm miếng cá, cầm miếng rau và trẻ biết ăn ngay nhá. Thế nên cái việc đầu tiên đó là gì? Phải dạy trẻ ăn đã. Đó, chứ không phải ôi giời ơi, thấy con nhà kia nó ăn tụt con mình không chịu ăn. Không phải họ cháu không chịu ăn mà là cháu chưa biết ăn. Nhớ nhá, chưa biết ăn. Đó. Và cái cách dạy cho trẻ con dễ dàng nhất đó là gì? Đó là làm gương, là mẫu đấy, là mẫu đấy. Có nghĩa là sao? Bác sĩ Thắng thấy rất là nhiều bố mẹ là thường nấu cho con ăn này, rồi vì bạn đấy ăn nghịch bẩn lắm, thế nên là sẽ phải cho ăn một cái khoảng thời gian nào đó, ăn xong đi, dọn dẹp xong xuôi đi, thì xong rồi mới bố mẹ mới ăn. Đó, có nghĩa là cái bữa cơm của bé, bữa ăn của bé, bữa ăn dặm của bé nó lại không vào với cái bữa ăn của gia đình. Đó, thế thì bây giờ bạn thử xem đây là bạn nhỏ đang chưa biết gì về ăn cả. Chưa biết gì về ăn đúng không? Chưa biết đây là cái đồ ăn đâu. Nó chưa biết những cái thứ trước mặt là đồ ăn. Đó. Thế nên là có khi bố mẹ đặt ở trước mặt con một cái đĩa rất nhiều màu sắc, rất muốn con ăn nhưng con còn không có biết đó là đồ ăn và con cũng không biết ăn nó như thế nào cả. Chính vì thế mà bác sĩ Thắng luôn luôn muốn là gì? À, ngay từ nhỏ các bạn ấy sẽ được ăn với bố mẹ trong bữa ăn gì đúng không? Tất nhiên là chế biến cho các bạn thì sẽ hơi khác so với người lớn, nhưng mà các đồ ăn của bé và đồ ăn của bố mẹ nó cũng giống nhau. Và gì? Và bố mẹ cũng ăn. Bố mẹ ăn, đôi khi là bố mẹ phải làm mẫu cho con. Đấy, bố mẹ đừng dùng thìa dùng đũa, lấy cái tay bốc cái miếng rau cho miệng ăn nhai 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 này. Thế là trẻ nhìn thấy hay thế. Thế trẻ cũng bốc miếng rau đấy cho miệng nhai nhai nhai. Đó, chúng ta phải làm gương. Cái cách dạy con phải làm gương. Đó, làm mẫu cho bé thì bé mới biết làm chứ, làm sao mà bắt. Đấy, cầm vào tay đi, đấy con cho vào mồm đi. Đó, bé không biết. Bé nhìn bố mẹ làm, bé còn tự biết nhanh hơn. Đó, cái đó là việc đầu tiên. Cái số 2, cái này nó liên quan cả đến cái việc là cái bữa ăn của bố mẹ nữa. Đặc biệt là bữa ăn của mẹ. Là vì sao? Vì thực ra thì khi bạn ăn thức ăn ấy, cái mùi vị thức ăn, những cái protein của thức ăn, những cái khoáng chất từ thức ăn, nó cũng sẽ đi qua sữa mẹ cho bé bú. Và kể cả ở trong cái lúc mà bé ở trong bụng mẹ ấy, nó cũng đi qua máu mẹ qua nhau thai đi vào cho bé. Và nghiên cứu ở Viện Monell ở Hoa Kỳ ấy, thì đã chứng minh là những đứa trẻ ấy, mà sinh ra để đến cái thời kỳ mãn dặm ấy thì nhanh quen với những thức ăn mà mẹ của bé hay ăn. Đó, nghĩa là trẻ quen với những cái mùi vị này từ ngay khi trong bụng mẹ rồi ra ngoài bú mẹ.
đấy, bú mẹ, sữa của mẹ là có mùi vị khác nhau đối với bé đó, và nó liên quan đến thức ăn của mẹ ăn vào. Chính vì thế nếu bạn muốn con bạn ăn loại thức ăn gì, dễ dàng hấp thu thức ăn gì đó, dễ dàng quen với thức ăn gì, thì bạn cũng phải ăn cái món ăn tương tự. Ăn từ lúc nào? Ăn từ cái lúc trong bụng mẹ, muốn con về sau lớn lên khỏe mạnh ăn rau nhiều đúng không, thì mẹ cái lúc mang thai cũng phải ăn rau nhiều, lúc cho con bú cũng phải ăn rau nhiều. Rất nhiều bà mẹ đã tranh thủ là gì, à ngày xưa là giảm cân, để giảm cân đến lúc mà có bầu là ơi cái này ăn cho con, ăn uống trà sữa, ăn bánh kẹo, ăn đồ chiên rán vì lâu quá nhịn ăn lâu quá không dám ăn vì giữ dáng đúng không, bây giờ có bầu thì kệ béo cũng được đúng không, rồi kể cả lúc cho con bú, à đây em ăn cho con và cho sữa nó nhiều đúng không, những cái sữa này toàn gà rán với cả trà sữa thôi, làm gì có rau củ, làm gì có thịt tươi đúng không, thế ra gì là trẻ sẽ cũng khó quen với những cái thức ăn mà bạn nghĩ rằng là healthy cho bé đúng không. Quan trọng nhất là gì, mẹ phải ăn healthy, mẹ phải ăn những cái thức ăn mà muốn cho con ăn, ăn từ cái lúc mà đang mang bầu bé cho đến lúc mà cho bé bú, thì trẻ sẽ nhanh chóng quen với cái vị của những cái thức ăn đó và dễ dàng chấp nhận cái thức ăn đó. Và tất nhiên là gì, để cho trẻ có thể dễ dàng cảm nhận được mùi vị thức ăn thì chúng ta cũng không nên làm cái công tác đó là xay hết ra, rồi dằm hết ra, làm thành đủ các loại cháo. Đấy là quan điểm ngày xưa khi mà các bà là đút cháo cho nhanh đấy, ở trong cháo đã đủ chất rồi, nhưng mà như thế trẻ sẽ không phân biệt được mùi vị và cái mà cảm xúc của trẻ với đồ ăn, nó cảm nhận của trẻ với đồ ăn nó sẽ không được hoàn thiện đấy. Thế nên là bây giờ thì các mẹ các phong cách cho ăn dặm thì rất là tiên tiến rồi, nhưng mà nên nhớ phải là mình cũng ăn thì con mới ăn nhá. Thì cái đó là cái số 2. Cái số 3 ở cuối cái video này bác sĩ Thắng vẫn phải nhắc lại, đó là gì, ăn dặm ở trong giai đoạn này chỉ là bữa phụ thôi, ăn phụ thôi, ăn để làm quen với thức ăn thôi chứ không phải bữa chính. Thế nên là rất nhiều bố mẹ rồi nhất là các bà hay ép trẻ ăn hết cái bát cháo này đi, ăn nốt miếng này đi, ăn nốt cái thìa này đi, bát trẻ ăn vào xong trẻ đốt lại ra. Thế bạn để ý là có cái bữa nôn nào nó ngon lành không, nôn ra là thấy khó chịu rồi đúng không, là thế về sau trẻ sẽ nhìn những thức ăn đó và ngửi mùi thức ăn đó, nếm những cái loại thức ăn đó thì tự nhiên lại cảm thấy trong tiềm thức là lại thấy là à cái này nôn đó, ăn vào thì nôn mà đó, đó là phản ứng rất tự nhiên, cái học hỏi rất tự nhiên của trẻ thôi. Đấy, rồi ăn vào thì đau bụng, ăn vào mệt, có ăn vào bụng đau lắm. Thế là cơ thể trẻ sẽ tự phản ứng là việc là không thích những cái đồ ăn đó nữa. Chính vì thế mà không ép trẻ đó, trẻ ăn dặm là ăn làm quen mà, ăn hương ăn hoa thôi, ăn một vài miếng thấy quen quen rồi thôi ăn món khác đó. Và trẻ có ăn được nhiều hay ít trong lúc ăn dặm này không quan trọng các bạn nhé. Giai đoạn này nhớ này, giai đoạn này năng lượng chính vẫn cung cấp từ sữa mẹ và sữa công thức. Chính vì thế nhá, mẹ không được lười cho con uống sữa đâu. Có rất nhiều bà mẹ là lúc mà con bắt đầu ăn dặm được thì cháu ăn nhiều. Nhiều lúc là các cháu bỏ, cháu chả bú sữa mẹ nữa, mẹ cũng lười à. Tốt quá, may quá đêm được ngủ. Tốt quá, may quá đỡ phải vắt sữa dích kích, đỡ phải chưa đi đang đi làm về phải chạy về nhà cho con bú sữa. Nhưng đấy là điều hoàn toàn không đúng nhá. Giai đoạn này trẻ vẫn rất cần sữa, đặc biệt là sữa mẹ. Đó, sữa mẹ giúp cho trẻ làm quen với thức ăn đó, mẹ ăn gì con sẽ quen với thức ăn đó. Thì đó là những gì mà bác sĩ Thắng muốn chia sẻ với mọi người trong video lần này. Chúc các bạn sẽ có thể cho con ăn dặm một cách dễ dàng. Cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.